cho mọi người cùng biết ạ. Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào Lê Lộc, chào cô. Chào khán giả. Cô tên là Vũ Thị Thái Liên, cô ở Bình Dương. Dạ. Công việc chính của cô là kinh doanh màn cửa, chăn rau gối nệm. Dạ. Còn đây là con dâu cô. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào tất cả khán giả xem đài ở đây. Dạ, em tên là Phán Quang Kim Phượng. Tên lạ. Tên lạ quá hả? Phán Quang. Dạ, công việc hiện tại của em là em đang làm mẹ bỉm sữa của hai bé được 3 tháng tuổi. Em sinh đôi, em sinh năm 2000. Hả? 2000 là năm nay 19 tuổi. Dạ, đúng hả? Rồi ơi. Hiện tại là em đang làm dâu của mẹ là được 6 tháng 25 ngày rồi. Con trai quen với cô dâu bao nhiêu năm vậy? Mẹ chồng dắt con dâu về giới thiệu với con trai mình. Trời đất ơi. Ủa là sao, cái duyên số là sao cô? Trước cửa nhà cô là có cái tiệm làm đầu á, thì cô hay ra ngoài đó cô làm đẹp. Cô thấy con dâu bây giờ của cô ưng ý. Thế cô mới nói là khi nào con làm xong con về nhà cô, con làm kế hoạch nhỏ nha. Em về nhà cô thì mới biết được con trai. Mà đầu tiên thì cô lại nghĩ là em thích con trai út cô cơ. Tại vì con trai út cô với em là bạn học cùng lớp cùng trường. Nhưng mà không phải là như vậy, mà là với anh hai. Nhà mấy đứa con trai? Hai, Quyền Linh. Lúc đầu mẹ về thì mình làm cho mẹ, thì mẹ có tâm sự là con trai cô hiện giờ đang độc thân, cô tính làm mai bé này bé kia cho chồng mình. Thì lúc đó mình thấy cũng bình thường lắm. Mà lúc đó mình với chồng mình lại rất là ghét nhau. Ghét gì, vụ gì? Thí dụ như ổng khó ưa lắm. Mặt hay nhăn nhó, lúc nào cũng nụ á. Thì không có ưa. Chồng mình cũng đâu có ưa mình đâu. Chồng mình nói là hả, mình làm tóc thì mình nhậm tóc thì mình phải đeo khẩu trang. Chồng mình nói chở xong bé này vô nhà mình nó không chào mình mà đeo khẩu trang hoài. Khi nào mình mới bắt đầu có tình cảm với anh chồng của mình? Dạ thì cũng một hôm như mọi ngày. Thì mình làm tóc cho mẹ xong rồi thì cái trời nó đổ mưa. Trời đổ mưa xong rồi mẹ kêu là thôi có lại con ăn cơm với gia đình cô, lát nữa anh chở con về. Mẹ vô bếp, mẹ nấu đồ ăn. Mà bữa đó không biết hên xui sao mẹ nấu xém cháy nhà. Hả? Tại vì mẹ làm cá khét, khét nghẹt luôn. Thế là hai vợ chồng ăn. Ăn xong rồi chồng bảo là hả, em mẹ đổ thừa cho con dâu. Mẹ nói là hả, con dâu làm đó thôi, con gán ăn đi. Thế là nhịn ăn xong rồi hỏi từ lúc mà tại sao hai vợ chồng quen nhau. Tại bảo bỏ bùa tôi, bà làm cá khét cho tôi ăn, cái tôi dính từ đó luôn. Thì mới có mấy tháng, cưới này là 6 tháng 25 ngày thì bé đã 3 tháng rồi. Ủa vậy là... Có bầu trước. Có bầu trước. Mẹ là người biết đầu tiên, mẹ dắt con dâu đi khám thai hàng tháng. Em còn nhỏ, mình chưa cưới nữa. Rồi lúc mà quen nhau mẹ có phải chỉ là mình phải nên bảo vệ hay là dạ, mình... cái đó thì mới là cái lạ lùng nè chị. Chồng em cái gì cũng tâm sự với mẹ. Ừ mẹ ơi con quen con bé này. Rồi hả mẹ ơi con ở với bé này. Cái xong mẹ còn dặn là hả, con đừng có cho bé đó người nha. Cứ để thả luôn đi. Dính mẹ cưới phải là cứ hả. Mà trước đó là báo động giả mẹ 2 lần. Mà trước khi báo động giả là mẹ cứ ừ mẹ ơi sao con thấy con bé đó sao nó giống có hai quá. Cái xong mẹ cứ không chần chừ gì hết, mẹ cứ đưa tiền cho chồng dắt đi khám. Nhưng mà báo động giả 2 lần. Cái lần này mẹ không yên tâm. Cái xong mẹ hôm đó mẹ tận dắt đi luôn. Mẹ dắt đi xong rồi bác sĩ bảo là có 2 em. Wow. Mẹ mừng rớt nước mắt luôn. Mong muốn có cháu sớm gì đó hả? Mà mẹ rất là tâm lý. Tại vì cái quan niệm mà có con trước khi cưới á, thì người ta sẽ kỵ cho dâu vào nhà. Thì có những người hàng xóm á, người ta bảo là người ta nói tránh cho mẹ em là không có cho dâu vào nhà. Nhưng mà mẹ em rất là thật tình. Mẹ em nói là không có. Cô còn dắt con cô vô. Cô dắt tự tay cô dắt con dâu cô vô nhà mà. Cái điều đó khiến em rất là vui. Hai mẹ con có hợp nhau điều gì không cô? Hợp về làm đẹp, hợp về cách đối nhân xử thế. Chỉ có một điểm không hợp là con dâu thì em còn nhỏ quá nên em không có được gọn gàng. Rồi cái thứ hai là em rất là khó tính. Em khó tính hơn mẹ chồng nữa. Đối với ở ngoài em rất là kỹ trong gia đình về các mối quan hệ. Ví dụ như người quen mẹ chỉ quen biết một lần thôi mà mẹ dám cho qua
qua ở nhà mình qua một đêm luôn, mà em rất là sợ những vấn đề đó. Nhiều khi cãi nhau là chỉ cãi nhau về vấn đề chồng con thôi, ví dụ như chồng em hư này kia thì mẹ em phàn nàn, mẹ em lao qua em chứ mẹ không có. Anh thấy gương mặt của mẹ là một người rất là phúc hậu luôn. Ở trong nhà thì em làm được gì giúp mẹ? Em phụ mẹ coi nhà cửa, coi trước sau, với lại cái nhiệm vụ của em là chăm hai bé. Dâu còn nấu cơm nấu nước ăn được không cô? Được, con dâu còn nấu con cơm ngon hơn mẹ đó. Về vấn đề bếp núc thì mẹ thì nấu không ngon bằng em với bố. Em với bố thì lại rất là hợp về nấu ăn. Cái hôm đó là Quyền Linh nấu trong mâm cơm gia đình á, có những món gì đó là bố sẽ chụp lại, chụp màn hình lại, xong rồi cuối tuần sẽ nấu những món đó. Trời ơi hay quá. Cảm ơn bố nha. Dạ. Chắc đôi khi bố nấu hay ngon hơn anh đó. Giờ đỡ tốn tiền làm tóc rồi ha. Là dư. Mỗi lần mẹ bực lên là mẹ nói nhiều. Ví dụ như mẹ giận cá chém hớt, mẹ giận chồng mình thì mẹ chém qua mình. Có không? Có bao giờ bị không? Bị hoài chị. Chết chưa? Có giận không? Dạ, giận chứ, giận bỏ cơm luôn. Trời. Mẹ với mình cãi nhau về cái vấn đề là nuôi con, cho nên hai mẹ con hay xảy ra mâu thuẫn đó. Bữa đó là giận mẹ lắm. Bữa đó mẹ thấy bỏ cơm nguyên ngày thì mẹ năn nỉ, thôi ăn đi con. Ban đầu mẹ còn kệ, nhưng mà mẹ thì tính mẹ hương con lắm, cho nên mẹ không bao giờ giận được lâu á. Cái mẹ thấy vậy mẹ vô mẹ năn nỉ. Mẹ có cái hú vui nhỏ, mẹ khoái chọc cho con dâu khóc xong đi năn nỉ. Ủa vậy? Phải không cô? Tại vì trong nhà nhiều khi cho nó có tiếng cười đó. Đúng rồi. Nhiều khi Linh cũng vậy, hay chọc con mà cho nó giận, xong cái cũng theo năn nỉ vậy đó. Làm quề, nhiều khi nó không làm quề, giận 3 ngày luôn vậy đó. Mà khoái chọc. Nhớ nhất là cái lần mình mới sinh thì mình sồ sề, mình sống, mình cứ ngồi trước gương rồi, mình đã ngó rồi, mẹ đã thấy rồi. Tối đó nguyên cả gia đình sum vầy vậy đó. Mẹ nói một câu mà em nhớ hoài luôn. Mẹ nói, trời sao con dâu mẹ sinh xong mẹ xấu dữ vậy? Lúc trước mẹ sinh con xong mẹ đâu có xấu vậy đâu. Thôi để mẹ dỡ người con mẹ lên mẹ cho con coi nè. Đúng là mẹ đẹp thiệt, nhưng mà mẹ cũng không nên nói vậy. Trời ơi, chết rồi. Con dâu tổn thương. Tổn thương rồi sao em? Nhiều khi mẹ giỡn sao? Giận rồi khóc. Khóc hoài luôn. Mẹ dỗ hoài không nín. Cái mẹ nói thôi, con ăn gì mẹ nấu cho con ăn đi. Nhưng mà cái mục đích của mẹ chọc là mẹ muốn con dâu mình đẹp hơn hay là phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn hả cô? Cái lúc đó thì cô nghĩ đơn giản thật tình lắm. Cô thấy sao cô nói như vậy? Không, đúng rồi, những người phụ nữ ta sinh xong ta sồ sề, người ta có hơi xấu hơn ngày thường, nhưng sau đó chăm sóc con một thời gian, đẻ thêm đứa, hai ba đứa nữa, nó sề hơn nữa. Đây là nói như thế để mình có thể vừa chăm con, sau đó mình phải chăm sóc sức khỏe của mình là chính. Nhưng mà cái lúc mà em sinh á, là mẹ có chăm sóc cho em kỹ không? Dạ, cái vấn đề này thì cũng hơi buồn á chị. Tại vì mẹ em lớn tuổi rồi. Mẹ em quên hết những cái kỹ năng hồi đó mẹ em làm mẹ rồi. Cho nên mẹ chăm sóc em không được kỹ lắm. Tới khi mà mẹ em nói một câu em rất là cảm động. Mẹ nói là mẹ già rồi, mẹ không có chăm sóc được con như trước nữa. Tới hôm nay mẹ vẫn chưa mua được đồ xong cho con nữa. Mà con đã được 3 tháng rồi. Đó, thì em nghe cái đó em cũng cảm động. Tại vì ngày xưa cô cũng không có mẹ chồng, mà cô cũng không có mẹ đẻ, nên cái khi cô sanh cô cũng không biết cái gì hết. Vậy cũng tự nuôi con, rồi con cũng tự lớn. Thành ra là lúc đó mình cũng không biết cái gì. Đến bây giờ mình nuôi con mình cũng không biết cái gì để mình lo cho con. Bây giờ nhiều khi con nói mẹ ơi con đau lưng quá, mẹ cũng đâu biết làm sao giờ. Mình có bao giờ nói gì mà làm mẹ buồn không? Có cái đợt mà em làm mẹ buồn là do hai mẹ con tranh cãi với nhau về vấn đề nuôi con nữa. Cô ở nhà thì thường cô nói với em là cho con cho cháu uống nước đi thì con lại không cho. Con nói rằng là trong sữa đã có nước rồi mẹ, bé bị bệnh đi bệnh viện thì bác sĩ mới biết là không cho uống nước. Thì bác sĩ mới la thì ra khỏi phòng khám thì cô la con dâu cô liền. Cô nói là ở nhà mẹ nói con không nghe. Con thấy không, 3 tháng trời cháu không được một miếng nước nào. Bây giờ bác sĩ nói con mới nghe. Với lại trên đường về thì cô có nói với em và sau này bố mẹ chết chắc là bố mẹ không lo được cho em Út đâu. Thì con là dâu lớn con lo cho em.
Lúc đó thì con dâu cô mới nói rằng là con lo cho hai con còn không xong, làm sao con lo cho em. Cô cũng rất là buồn, cô về cô mới kể lại cho chú nghe. Thì chú nói sau bà không nói là chỉ lo về tinh thần thôi chứ kinh tế dễ gì đã lo. Cô về cô cũng nói lại với em là lần sau mẹ không đồng ý con nói như vậy. Mẹ con rất là tâm lý. Mẹ tâm lý mà từ lúc mà mẹ cưới về xong rồi mẹ huấn luyện trong một khóa giữ chồng nữa. Hay quá vậy ta. Sao, huấn luyện sao? Huấn luyện à, con ơi sau này mà chồng con có chán, chồng con có chơi, chồng con có đòi ly dị á thì con cũng không được ký nha. Tại vì sao? Con ký rồi là con đang mở đường cho hưu trại. Cô muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con dâu cô là cô cũng tương đối là đồng ý. Đó, chỉ có điều là con gọn gàng lại một tí. Đừng có để cho mẹ nhắc nhở con nhiều về vấn đề ăn uống. Con phải tự lo cho cái bản thân mình. Mẹ bận rộn nhiều lắm. Em thì em mong muốn mẹ vẫn dạy, vẫn yêu thương em như ngày mới về. Con mong muốn mẹ là mẹ giữ gìn sức khỏe cho mẹ nhiều hơn. Sau này con có sai thì mẹ không được la con mà mẹ phải yêu thương con gấp đôi. Gì kỳ vậy? Dạ. Rồi. Cảm ơn hai mẹ con nhiều, mình ôm nhau nào. Đấy. Rồi, chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, thay mặt chương trình con cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn một phần quà nữa dành tặng cho cả nhà mình, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình ạ. Dạ. Qua chương trình thì cô có tặng cho Quyền Linh một bức tranh, với Lê Lộc một bức tranh. Yeah. Là tranh này cô tự cô thêu. Yeah. Đây là cô tặng cho Quyền Linh. Cô biết là Quyền Linh đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều người lắm. Trời ơi tuyệt vời quá cô. Quá trời đẹp luôn. Cô ơi cái này là cái bông gì cô hả? Bông đào, bông... À. Còn cái này cô tặng cho Lê Lộc. Dạ. Cái này là cô có đôi chim câu. Dạ. Cô mong cho là đọc sớm có đôi có bà nha. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ con cảm ơn cô. Lộc ơi con thua bên kia rồi đó. Người ta 19 tuổi mà có hai đứa đó con. Dạ. Con hai mấy mà chưa có đứa nào nữa con. Từ từ con đẻ gấp đôi cô ha. Thôi thôi đừng có nói sinh bốn luôn nha. Đẹp tuyệt vời đó cô. Dạ. Cảm ơn rất là xin nhiều. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với